Trận đấu đầu tiên không có được kết quả như mong muốn và điều này đã phần nào tác động đến tâm lý không tốt cho các đội đua trong nước. Việc các đội đua quốc tế có thực lực và luôn chiếm thế chủ động trên đường đua đã khiến cho các đội đua trong nước phải tung trụ cột ra sớm hơn dự tính. Và điều này đã khiến cho những cuộc tranh chấp tại giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen trở nên nóng hơn bao giờ hết. Đã lâu rồi, những yêu xe đạp Việt Nam không còn được thấy những hình ảnh này. Những cái bắt tay quyết tâm, toan tính chiến thuật, sự căng thẳng đến nghẹt thở trước giờ xuất phát. Qua những trận đường trường thì em và cũng như các vận động viên Việt Nam sẽ thể hiện tinh thần chiến đấu của một gờ sắc áo của mỗi đội. Giống như cách đây một năm về trước, chặng hai bắt đầu trong một cơn mưa khá nặng hạt. Nhưng điểm đáng chú nhất lại không phải là vấn đề thời tiết, mà đó chính là cách tiếp cận chiến thuật thiếu trên đường đua. Em có bấm đồng hồ tốc độ trung bình năm nay trên 47 và gần 48. Đây là có thể nói là một trận đua dài đầu tiên từ trước đến nay, tận trừ thành Hà Nội về Thanh Hóa có tốc độ cao như thế này. Sự thay đổi vật chất đã kéo theo những dự cảm đầy khó khăn cho các đội đua trong nước. Tuy nhiên, nhờ sự cạnh tranh quyết liệt này thì khán giả hâm mộ sẽ là những người được hưởng lợi. Trải nghiệm qua hai trận vừa rồi thì em thấy cuộc đua năm nay sẽ rất là kịch tính và đặc biệt rất là khó khăn cho đội của em nếu mà đặt mục tiêu áo vàng. Hai chặng đua đi qua đã có những bất ngờ nằm ngoài sự toan tính, nhưng cũng có những tay đua mạnh chưa xuất hình lộ diện. Rất có thể trong một hành trình dài sẽ có nhiều toan tính chiến thuật đang được giấu kín.